gần một năm nay vào mỗi sáng thứ ba và thứ năm hàng tuần, Hợp tác xã Công Nông nghiệp Hồng Tiến cùng Hội Phụ nữ phường Vĩnh Tuy đã cấp phát hơn 88.000 suất cháo miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại hai bệnh viện nhiệt đới Trung ương và bệnh viện Ung bướu Thanh Nhàn. Những bát cháo tuy nhỏ nhưng chứa đựng nghĩa tình của các tấm lòng hảo tâm muốn san sẻ một phần khó khăn vất vả với những người bệnh đang phải điều trị tại bệnh viện. Bệnh nhân ai cũng phấn khởi và cảm động. Để có được những nồi cháo dinh dưỡng, chất lượng, bảo đảm an toàn, theo anh Điểm, phó chủ nhiệm hợp tác xã thì nấu nước phải là nước ninh xương. Các nguyên liệu được các thành viên trong hợp tác xã chuẩn bị kiểm tra và sơ chế từ tối ngày hôm trước. Kim chỉ nam cho hoạt động phát cháo mà hợp tác xã Hồng Tiến đưa ra đó là sạch sẽ, an toàn và bảo đảm sức khỏe cho người dùng. Với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng bệnh nhân nghèo, các nồi cháo từ thiện được duy trì, phát triển bằng công sức, kinh phí hợp tác xã Công Nông nghiệp Hồng Tiến cùng Hội Phụ nữ phường Vĩnh Tuy. Tại điểm phát cháo từ thiện là hình ảnh những thành viên hợp tác xã thoăn thoắt đưa hộp, múc cháo, hướng dẫn người nhà bệnh nhân. Bệnh nhân nhận các suất cháo miễn phí sao cho thuận lợi và nhanh chóng nhất. Mô hình nồi cháo từ thiện là mô hình ý nghĩa, nhân văn, thắp lên ngọn lửa ấm áp, yêu thương, đồng thời kết nối các cá nhân, tổ chức để cùng chia sẻ nỗi đau về bệnh tật, động viên tinh thần cho người bệnh cố gắng điều trị,